Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay xin chia sẻ với anh em một cái vấn đề như này. Đấy, như anh em biết là trong các cái tủ điện mà có sử dụng cái hệ thống ATS, tức là cái hệ thống mà chuyển nguồn tự động giữa nguồn máy phát và nguồn lưới, thì thường nó sẽ có một con PLC các bạn nhé. Thì ở đây ở mình nhà nó đang sử dụng con logo 230RC. Thì cái con này á, cái vấn đề của nó là ở chỗ nào, tức là sau mà nhiều năm sử dụng rồi ấy, thì cái UPS nó không còn được tốt nữa, nó chỉ lưu một lúc là nó mất thôi. Thế và khi nó lưu ít như vậy, thậm chí nó không lưu được, đến khi mất điện ấy, thì cái con PLC này nó cũng mất nguồn luôn, và không biết trước kia cái pin của nó hoạt động như nào, nhưng mà bây giờ khi mất nguồn ấy là cái timer này các bạn này, đấy các bạn nhìn nó nháy nháy về xanh và về không, ngày thứ không của năm 2003. Đấy, thì với các cái mà đếm tham thì có thể nó hoạt động bình thường, nhưng mà nếu mà để cài đặt theo hoạt động theo cái chương trình mà có ngày giờ ấy, thì khi mấy ngày giờ nó không cập nhật thì nó sẽ không hoạt động được theo cái mà chúng ta đặt. Thì chúng ta phải tiến hành đặt lại cái ngày giờ cho nó các bạn nhé. Đấy. Thì với cái con này này, PLC Novo 230RC này, thì chúng ta phải đặt lại ngày giờ nó như sau. Đầu tiên chúng ta nhấn vào Escape. Đấy, và xuống Set. Và đây nó có Lock này các bạn này, Clock. Đấy, thì nó có Set Clock. Và vào Set Clock thì chọn đến ngày hiện tại này. Đấy, hôm nay là thứ hai đúng không ạ? Và cái thời gian thì bây giờ nó khoảng độ 14 giờ 30. Vẫn giờ 35. Đấy, ngày năm này. 19. Ngày mùng 10 tháng, bây giờ là tháng 6. Đấy, sau khi mà chúng ta set về tất cả các cái tham số rồi, về đúng cái ngày mà chúng ta mong muốn này, chúng ta ấn vào OK. Đấy, thì là nó sẽ hoạt động bình thường. Đấy nhá các bạn nhá. Thì nhớ là phải set lại, nếu mà thi thoảng chúng ta phải đi xét lại. Đấy, chúng ta xét lại, thoát ra nó sẽ trở về ngày hiện tại. Bạn thấy không? Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Xin chào các bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé.